Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Paranormal Syndrome. Paranormal Syndrome. Thì hôm qua thì mình đã tìm được hai cái trứng và còn một cái nữa. Mình dự đoán là vậy đó, tại vì có vàng, có bạc, chúng ta cũng có đồng, giống như trong giải Olympic vậy đó. Phải có huy chương đồng, huy chương vàng, huy chương bạc. Nó dạng nhỏ xíu. Ồ, tai quá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm, hành trình đi tìm. Hơi tối, em chỉ có sáng cho lên xíu. Còn thì mình chỉ mới có cái thẻ vàng, cái thẻ đỏ, cái thẻ xanh, còn hai cái nữa mình không biết nó là cái gì. Phải đi xuống tầng hầm, xuống dưới tầng tầng dưới. Người ở đây, nếu như là mà tầng họ ở đây. Đây, chính xác. Có được. Phải từ từ. Xem. Sẽ có gì ở trong này? Nó sẽ có cái gì ở trong này? Chết lắm rồi mà hết đúng không? Rồi vô vậy. Ôi sao mày mày hết chuyện chui từ dưới đi lên mà mất dậy. Lắm cho lắm được. Rồi. Cô đi. Không có lại sản phẩm chứ đâu.
sao ta? Có một người tay hơi rung. Bị sao quá ta? Mệt quá, vào đây. Được không? Cái gì vậy? Rồi ok nha. Rồi qua đây vô lại nè. Suka Black. Fuck. Chán đi chứ. Gì đây? Rồi, mọi người đợi xíu. Đổi đồ không chết, ăn axit chết. Vậy là con này sẽ axit. Vậy đó. Rồi, để xếp lại. Mình hay quên lắm. Mặc dù mình đã có xếp nhiều khi mình quên mình lấy. Tại vì nghĩ mình chưa xếp á, thôi kệ, cứ là gì mình chỉ ăn, mọi người thông cảm nha. Rồi, cho người con có cái gì chồng. Một cuốn sách được đặt ở đây.
không gì bên trong, nó toát ra một cái mùi không dễ chịu cho lắm, lẽ là không nên đụng vô. Không có gì trong đó nữa phải không? Hay lắm, mình vô hai cái phòng không có cái mẹ gì trọng cả, chán cuộc đời. Thì đưa tao chiếc chìa khóa đó làm cái gì? À, tại sao? Không có cái gì ở trong đó cả. Mình chưa mở ta, mình chưa đi đụng tới. Vậy làm sao để đi kiếm cái chìa khóa đó đây? Cái sofa không? Không có đó chỗ mình kiếm cái con dao với cái con kia là con acid. Acid. Dòng này mình đã rồi. Mình chả biết mình đi đâu. Mình đâu bên nào luôn. Không có phản hồi từ thiết bị báo động. Trời ơi, thần thánh đất chúa trời ơi. Giờ tôi phải làm cái gì đây? Thoát ở nơi khỏi khí khô này. Ôi giời ơi. Oh fuck. Cái đâu bên trong? Ai mà ngờ cái không ngờ cái thứ còn cái thẻ xanh nó nằm trong cái toilet nam. Ai mà ngờ nó giấu kỹ vậy? Hồi hồi nãy con để 10 ngàn đúng không? Ai mà ngờ nó để vậy chứ? Ai mà ngờ nó nằm trong cái đó chứ? Thiếu gì nha con ơi, không có tiền lẻ. Con đang quay video không? Có phải nó nhảm? Để nó đi rồi chừng nào muốn gì nữa thì tính ha. Vô đây. Vô. Ồ. Khoan. Khá là đáng ngờ. Hello. Khách đây không?
phòng trú ẩn ở dưới tầng hầm, đằng sau cái bàn, lối đi bí mật. Đó là cái đó là như cái điều cái đó là dùng để làm cái gì à? Đằng sau cái phòng đó à, không sử dụng ở đây à, còn một vài cái phòng nữa mình chưa có sử dụng tới. Rồi nó chắc chắn là nằm ở trên đây, còn một phòng mình chưa có đi vô đây, nó đây, cái đó chính là cái thẻ xanh. Bíp bíp, buồn em đi lên chưa ta? Oh fuck. Ôi chết mẹ tao rồi, đi vô trong phòng rồi. Chị ơi, hai em. Ờ chị ơi, em nói thiệt này, nói thiệt chứ, tha cho em đi chị. Thôi đâu. Em mạnh lắm, thôi. Đừng đừng, thôi. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Thôi đừng đừng đừng, Yamete Kudasai. Mình không biết chơi trò được đủ tí nào, chơi không vui. Đừng cười nữa, đừng mà. No. Trong đây có gì nữa? Thật ra còn một phòng nữa mà mình chưa có đi vô. Không, nó đúng là mình đi vô rồi, nhưng mình đã bị bắt. Thì chính là cái phòng má mẹ này. Cái con của vui đó đang ở trọng đó. Thì chưa giờ chạy được trời. Rồi ra đi vậy. Ra. Đi bên nào chứ? Cái này phải không?
Ấn nhầm nút, mình ấn lộn nút. Nếu mà chơi game cho phép ta cầm súng mà ta nã mà cái chục nhát đó, ta nã mày 69 nhát đó. Chắc kiểu bị chọi đồ nhiều quá, chỉ bị u đầu rồi. U đầu, sức đầu mấy chán rồi, bị chọi nhiều quá. Nó xét thêm một lần nữa cho chặn. Rồi, đi nha. Rồi, giờ phải quành xuống cho nó lại nữa. Đâu nhỉ? Không, bên kia. Như bên đây nè. Bắt đầu bị gược bên đây nè. Đó, đúng rồi. Lại không có, bắt đầu thấy bí rồi đó. Không sao, lạc quan. Chúng ta hãy lạc quan lên. Nói chung là cái lời hướng dẫn đó thì mình có lẽ mình nên đi làm trước cái đó. Ôi, rất là dễ. Ê, mọi thứ thật là gian nan và gian khổ.
bao nhiêu cái máy này có thể sử dụng được nè. Một cái máy bán hàng tự động được đặt đây, nhưng mình cảm giác có một cảm giác khá là gọi là không an tâm với cái từ từ nó. Cảm nhận được y thế này có một cái dấu y giống như là một cái nơi mà để bỏ tiền vô. Giờ như bạn thấy đó, chúng ta cần tìm một cái gì đó cho công ty. Rồi không biết đồng tiền nó nằm ở đâu. Nó cho mình cảm giác không khá là khó chịu, còn cảm giác không an toàn, khá là khá là lo lắng. Ôi trời ơi, em bị rửa khắp nơi đó rồi. Làm ơn đi, cho em đi đi mà. Trời ơi, cho em hãy được bình an đi. Trời ơi, cho em cái gì đó có thể đút trong đó đi. Còn rốt cuộc hai cái điều nó làm cái gì? Might be able to open. Ôi, thế sao giờ cuộc sống rồi, đời là bể khổ. Thôi, làm theo lời chỉ dẫn thôi, chứ sao What? Đâu phải vậy? What the hell? Đâu ra vậy? Thôi chơi vậy không vui. Nãy bị giờ không? What the hell? Nãy thì không có. Trời. Dùng để kệ mấy cái tủ hả?
Má giờ lại đi kiếm đi đi mò hết từng cái tủ một ta. Chắc giá giá lắm rồi. Chịu thôi. Đây, nơi chúng ta bắt đầu. Đi bên châu. Ôi trời ơi, mình đang, mọi người thông cảm nha, mình đang cố gắng bắt cái não mình ra để mình suy nghĩ coi cái thứ mà dùng để đút cho cái máy bán tự động nó nằm ở đâu. Bỏ đây trời. Không. Nhưng mà thông cảm nha, mình lừa độc lắm. Con bé này nó cũng khá là giống nhau, chỉ một cái là hai đứa để mấy cái tủ sắt. Em gửi đi mà. Làm ơn đi, cho em một gợi ý nhỏ nhỏ thôi. Không có gì cả. Mình đã nhớ, mình đã mở hết các phòng chưa ta? Bắt đầu lo ngại là mình không có, chưa có mở hết tất cả các phòng á. À, không, chỗ này còn có cái con của lần kia. Trong chương 3 sẽ có rất là nhiều nơi để mà phản đòn, cũng sẽ có những cái điểm mà gọi là để bạn phản đòn, và cả kể cả những cái phòng nhỏ, bạn nên cố gắng đi tới những cái phòng đó. Vậy thôi hả? Trời má, tưởng cho gửi cái gì cái item kia đâu, bà nó chả mày. Cái súng bự bên trong kìa, con này bé này cỡ quá, vô mình xẹt nó thôi, có gì đâu. Để mình đi kiếm ở từng cái phòng ta. Này mình đã đi kiếm rồi, mình này đã kiểm tra rồi. Dạ mình cũng không muốn biết đâu.
mọi người chờ một chút xíu nha, để mình đi, mình sẽ đi kiếm một nơi, không phải, mình sẽ đi cố gắng đi để mò xíu trên mạng. Thôi, rồi ok, mình đã trở lại. Khi mà tìm hiểu có vẻ như là tắt cái kia lại cái, có vẻ như là nó nằm ở đâu đó bên kia kìa. Người chờ mình xíu à, người chờ xíu à, xin lỗi mọi người nhé. Đấy, em mới gọi tục coi giờ mình đi kiếm hết tất cả những cái thùng này. Không 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 muốn dọn đâu. Cái nhạc nó tắt có tiêu cũng bị rừng nữa chứ. Cái bài nào ta, đây đây đây, má cuối cùng cũng tìm được. Ôi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mạng internet. Đồng tiền, giờ các bạn biết rồi đó, có cái đồng tiền vàng sử dụng vô cái gì rồi. Ha, tôi cũng có thể phắn ra khỏi đây được rồi. Get the fuck out of here, boys. Our job here is done. Phắn ở đây thôi anh em ơi. Chạy nào. Mất tập lực. Man. Đây rồi, mày đây rồi. Yes. Cái gì đó bên trong, thầy chân. Khoan. Tạm biệt mấy con nhóc. Ôi gà vào đây đây, gà cái gì mơ quá đạn này. Pim pim. Ra khỏi đây rồi đi. Cũng xong rồi.
Tôi có thể dính bền hai con cua lần đó. Dậy chưa? Dậy đi. Sao chưa dậy nữa? Đây. Làm việc đi. Chúc một ngày buổi làm việc đêm khuya nha. Tại Lan à. Sau khi trong lúc đang điều tra, tôi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi. Đây là đây đồ đồ dùng đây, đồ uống. Hả? Ồ, cảm ơn. Biết cô tôi như thế nào rồi. Như anh thấy đó, cô ấy có vẻ ngủ khá là gọi là yên, cũng còn giấc. Và khoảng một lúc trước cô ấy không thể nào đi ngủ được, bây giờ có vẻ như cô ấy ngủ rất ngon. Thế là tốt rồi. Vậy còn anh, đã có tiến triển gì chưa? Và theo lần thứ bảy Sota, như Sota đã nói, có vẻ như cái sự kiện bất thường kỳ này nó khá là bất ổn định. Tôi hiểu rồi. Theo cụ thể hơn hãy kể tôi nghe về nó. Ê Hitoshi, gì vậy? Có vẻ như có một điều đó rất là lạ với Mikoto. Hay lắm, giờ phát hiện ra. Con bé tao ngủ được một giấc đã đời, tao bị rượt trong đời đây như một con điên, bị hai con cầm cái dao phóng lợn đi rượt. Cho tôi ra đi mà. Trời ơi. Thì còn ế với tao nữa, chưa ra khỏi đây đâu. Là mình đang ở cái đầu cảnh sát, mình lại quay lại đây ư? Ôi thật tuyệt vời, Ala ơi, trời ơi. Oh my god, khá là cứng đầu phải không? Làm một tiếng chết đi. Oh, fuck, nó lỗ màu rồi.
em ra được chưa? Bé ra được chưa? Hả? Ôi giời ơi, vẫn chưa dậy. Không có gì cả. Cô ấy không có dấu hiệu như là sẽ tỉnh dậy. Cái chuyện quái này sẽ ra vậy. Trình trong quái có vẻ như là đang dần dần kiểu như là biến sắc kia. Đây không phải là hiện tượng bình thường, có thể là một hiện tượng bất thường khác. Một hiện tượng bất thường nữa. Không phải cô ấy vừa mới chạm trán một cái khoảng một ngày trước rồi. Tại sao nó vẫn cứ tiếp tục như thế này? Tôi không thể nào phủ định được cái khả năng đó. Nhưng mà cái điều gây ra thì lại là không rõ nguyên nhân sau tất cả. Liệu có thể là bây giờ nói chung là bây giờ hãy đưa cô ấy tới bệnh viện. Ví dụ nếu như là do cái hiện tượng bất thường gây ra thì tốt nhất là không nên làm gì cả, vì điều đó khá là vô nghĩa. Hay lắm, anh không tới đứng ngắm nữa. Kể cả khi anh có làm đó, anh có làm thế thì nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề, cái gốc rễ của vấn đề. Kể cả vậy không? Các bạn nhà ta biết khi mà đối đầu với những cái hiện tượng đó, những cái công nghệ y tế hiện đại gần như là không có tác dụng gì cả, không có vô dụng. Hiroshi, có gì lạ, có sự thay đổi gì lạ ở cô ấy không? Có thứ gì đó thay đổi không? Tất cả, kể cả lợi nhất, bất cứ thứ gì cũng được. Nếu anh nói thì cô ấy nói là cô thấy không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Cô ấy cứ tiếp tục đứng như thế, nói như thế. Sau đó tôi kêu cô ấy ngủ trong phòng khách ngay tại nơi này. Nhưng con người sẽ trở nên vô lực khi mà họ rơi vào giấc ngủ, cái là bất lực á. Và trong cái tình trạng này, tất cả năm giác quan đều ít hoạt động và có khả năng cao hơn, bị tấn công cao hơn. Đây là một ví dụ đơn giản như vậy đi. Có cả hiện tượng bóng đè. Và nó đã, gần đây nó được giải thích một cách khoa học, nhưng mà có khá là nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết. Nói cái khác, như tô cái lúc này đang bị tấn công trong giấc ngủ của cô ấy ư? Có lẽ vậy. Tôi có thường bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công mà không cần phải lựa chọn cái gì của nó đó, method, cái khả năng của cái người bị đó. Kể cả cái bóng tối và ban đêm chính là sự kiện bất thường, lãnh thổ của sự kiện bất thường. Nơi mà chúng có tiếng nói. Nếu như anh bị đưa vào trong cái thế giới đó và nó gần như là không thể nào để mà anh có thể tỉnh dậy được, quay trở lại mà. Nhưng theo như Suyoshi nói, chúng ta không thể nào mà ngồi không và không làm gì cả. Đúng vậy, chúng ta sẽ làm tất cứ những gì chúng ta có thể. Ok. Nói chung là cũng không quá, cũng không phải là tốt nhất, nếu gì cũng không phải là chạy như muộn nhất. Mọi người trên tàu hay lắm. Dừng lại rồi.
có một tai nạn đã xảy ra và đã giờ chúng tôi đã thực hiện dừng khẩn cấp. Mình sẽ tỉnh dậy. Chắc mình sẽ tỉnh dậy. Hiện tại được không? Không muốn đi đi thế nào cả. Oh fuck. Oh fuck 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 fuck. Jesus Christ. Holy fuck. Nè, từ mới nè. We. Địa ngục hay lắm, giờ chúng ta sẽ đi ngục chơi. Mình sẽ phép dừng tại đây nha. Hôm nay là mình sẽ quay tới đây thôi, mình tiếp tục vào phần tiếp theo vào ngày mai. Nói chung là ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến tham quan tới địa ngục và mình không biết là các bạn có thích không. Kiểu như mình hôm nay mình có hơi chật chật tí xíu, mọi người thông cảm là hôm nay mình cũng đang bị không được khỏe cho lắm. Nói chung là mình sẽ cố gắng hết sức để mà hoàn thành phần chơi của mình, phần chơi này và con game và trong tất cả những lần sau nữa. Nói chung là hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Nếu mọi người thích video của mình thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình và nhớ đăng ký thông báo để mình có thêm động lực để mà làm tiếp video. Nói chung là bye.